Bộ Di trú Canada cho biết là quốc gia Bắc Mỹ đang trên đà vượt qua mục tiêu nhập cư là cấp thường trú nhân cho hơn 430.000 người vào năm 2022. Canada là quốc gia phụ thuộc vào nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ vấn đề dân số già. Quốc gia Bắc Mỹ này đang tăng cường nhập cư hàng năm và đặt mục tiêu thêm 451.000 thường trú nhân vào năm 2024. Bộ Di trú Canada cho biết Canada đã có thêm 275.000 thường trú nhân tính đến cuối tháng 7 vừa qua, giúp quốc gia này đi đúng hướng để vượt qua mục tiêu 431.000 thường trú nhân trong năm nay. Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dựa vào nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2015. Dữ liệu chính thức được công bố vào đầu năm nay cho thấy dân số Canada đã tăng lên 37 triệu người vào năm 2021, tăng 5,2% so với năm 2016, chủ yếu là do nhập cư. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, tổng tỷ xuất sinh của nước này, tức là số trẻ trung bình một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời trong năm 2021 là 0,81, có nghĩa là giảm so với 0,84 của năm 2020. Năm 2021 thì cũng là năm thứ tư liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận tổng tỷ xuất sinh dưới 1. Số trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc trong năm 2021 là gần 260.600 trẻ, giảm 11.800 trẻ so với năm 2020. Theo đó, năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp, số trẻ sơ sinh dưới 300.000. Trong quý hai năm nay, tỷ suất sinh ở Hàn Quốc cũng ở mức thấp kỷ lục tính theo quý, với 0,75 giảm so với mức 0,82 cùng kỳ năm ngoái, Tổng cộng có 59.961 trẻ chào đời trong quý II, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ năm 1981. Cũng trong quý này, số người chết ở Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục với 90.406 người, tăng 20,5% so với cùng quý năm ngoái do tình trạng già hóa dân số và đại dịch COVID-19. Hàn Quốc là nước duy nhất trong số 38 nước thành viên, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD ghi nhận tỷ suất sinh dưới mức 1 những chuyến đi ngẫu nhiên. Trong đó, các điểm đến được xác định bằng cách tung xúc sắc hoặc là do thuật toán lựa chọn đang trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Các nhà khai thác đường sắt và hãng hàng không đang sử dụng chiến lược này nhằm phục hồi nhu cầu đi lại vốn đã sụt giảm do cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Hồi tháng 7, công ty đường sắt Tây Nhật Bản đã giới thiệu một ứng dụng đặt vé tàu đặc biệt. Điểm đến sẽ được quyết định bằng cách nhấn nút xúc sắc ảo Loại vé được sử dụng tại 7 ga đi qua các tỉnh Wakayama và Okayama với giá 5.000 yên, tương đương với 850.000 đồng. Loại vé này cho phép người dùng thực hiện chuyến đi với mức giảm giá từ 45 tới 83% so với bình thường, tùy thuộc vào điểm đến. Trong khi đó, công ty đường sắt Đông Nhật Bản có kế hoạch giới thiệu gói vé khứ hồi tương tự Dokokani Bion vào tháng 12. Trong gói này, hành khách có thể mua vé tàu trị giá 6.000 yên bằng điểm thưởng của công ty. Người dùng sau khi nhập ngày đi và địa điểm xuất phát sẽ được giới thiệu 4 nhà ga ngẫu nhiên trong số 47 ga. Nếu như khách hàng thích cả 4 nhà ga này, họ sẽ đăng ký nhận vé và công ty đường sắt sẽ chọn ngẫu nhiên một trong bốn nhà ga làm đích đến. Hội trợ sách nổi lớn nhất thế giới đã cập bến ở Benghazi, Libya, thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan. Logos Hope. Con tàu chở hội trợ sách nổi lớn nhất thế giới là ngôi nhà của hơn 5.000 đầu sách bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Hội trợ sách nổi này đã thu hút khoảng 20.000 du khách tại cảng Benghazi của Libya. Được tham gia vào hội trợ sách nổi lớn nhất thế giới góp phần giúp những độc giả trở thành các nhà lãnh đạo tương lai và các nhà lãnh đạo trở thành độc giả là vinh dự của chúng tôi. Các tình nguyện viên đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia phục vụ tại hội trợ sách nổi này. Hội trợ đã cập nhiều cảng quốc tế từ năm 2009, được vận hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Đức Good Books for All, sách hay cho tất cả. Đến nay nó đã tới hơn 160 nước và đón 40 triệu lượt khách.